Hai nha các bạn, đây là em sóc mình nuôi nè. Ấy da, coi nè, nó cắn cái tay mình mà nó không dám cắn nè. Nè. Thấy không? Nó ảnh thích ra ngoài đó. Bây giờ anh đòi đang ngồi đó, bây giờ mình đi cho các bạn xem mấy con chim chim quốc của mình nuôi nha. Mình đang ghép đôi cho nó đẻ. Con chim trống này nó mình hay đi bắt đi bẫy á, nhưng giờ nó nhát lắm. Còn em mái này thì không biết sao. Con trống bắt đi bẫy miết nên giờ nó nhát lắm. Đây là cặp cua Thái bữa mình dùng súng ná thun mình bắn về, giờ mình nuôi luôn rồi nè. Cho mấy bạn xem cái lưới hôm bữa mà mình đánh á, hôm qua dính con dơi, bây giờ như là dính con chim ngồi đó. Giờ mình đi ra mình nè gỡ. Mấy bữa mình cột nó căng quá, cột căng thì chỉ bắt quất rồi mấy con chim lớn thôi. Này mình thả lưới cho nó dùng lại á, nên cụ Thái nó dính mà tại bữa cột lâu ấy, cái dây nó đứt cái nó dùng xuống. Giờ nó dùng nó dính trong cua Thái. Giờ mình quăng ở nha. Này là em cua Thái mới dính. Đây. Cái này ban đêm là nó dính dơi nè. Dính dơi mà mình thấy nó quắn kỹ quá, chụp luôn. Đây. Mới gì dính. Bây giờ mình gửi em cô Thái này nha. Đây là cái lưới của mình. Giờ mình gửi chim nha các bạn. Đây là em cu mình giờ gửi lưới này ra xong nha. Đây. Lưới bẫy chim đêm của mình đó. Bây giờ mình đem cho mình nhốt chung với lại nha. Hai con chim bữa mình dùng nó thương bắn nha. Xù đầu hết. Dạ, đắng quá. Không đội nón nữa chứ. Chiều này mình trời mát mát mình ra mình sửa cái lưới này lại cho nó dính được nhiều hơn. Con cu nè. Cu. Lưới sao đó. Giờ mình thả vô lòng. Giữ đúng không? Người ta ở lâu ngày rồi người ta hiền khô phải vô mới giữ đúng không? Thắt nước à. À. À, mình kết thúc video ở đây nha.